Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, trong tháng 4, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế, hiện nay các cấp ngành chức năng của thành phố Sơn La đã chuẩn bị những điều kiện để đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Lù Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Lù Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, tính đến thời điểm này, về phía Trung tâm Y tế thành phố Sơn La đã sẵn sàng cho việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi như thế nào? Về công tác chuẩn bị về nhân lực thì đã tập huấn cho cán bộ y tế về công tác khám sàng lọc, rồi công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm, rồi công tác bảo quản vaccine. Và các kia khâu như là đảm bảo về công tác phòng chống dịch trong quá trình tiêm. Về công tác sơ cấp cứu thì cũng đã tập huấn cho cán bộ y tế. Thì cơ bản cái đội ngũ của trung tâm y tế thì qua các cái đợt tiêm thì đã triển khai trên địa bàn thành phố. Cơ bản cũng đã được đào tạo tập huấn và chuẩn bị đầy đủ các cái cơ số thuốc cấp cứu, rồi là vật tư để chuẩn bị cho cái việc sơ cấp cứu khi trẻ có cái phản ứng sau khi tiêm. Thưa bác sĩ, là về phía Trung tâm Y tế thành phố đã sẵn sàng cho việc phòng chống sốc phản vệ sau khi tiêm phòng chống COVID cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi như thế nào? Trong cái đợt triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố thì cũng có cái đặc điểm khác với các huyện, thì trên địa bàn thành phố có các cái bệnh viện. Do đó, Trung tâm Y tế thành phố cũng đã phối hợp với lại các cái bệnh viện để triển khai tiêm tại 3 bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 6, rồi Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống, để đảm bảo cho cái công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và kịp thời sơ cấp cứu cho các cái trường hợp mà có cái phản ứng sau tiêm. Thưa bác sĩ, là lời khuyên của bác sĩ dành cho các phụ huynh có con trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi khi tiêm vaccine COVID-19 thì phải chú ý những điều gì? Đối với lại các phụ huynh mà sau khi đưa con đi tiêm thì cái việc đầu tiên là về là theo dõi sức khỏe trẻ, trong đặc biệt là trong 3 ngày đầu là theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, các cái dấu hiệu như là các cháu nó có đau nhiều tại chỗ tiêm, hoặc là có cái sốt cao, hoặc là có các cái biểu hiện khác như là khó thở hoặc co giật hoặc là vã mồ hôi, thì các cái biểu hiện đó thì là phải kịp thời gọi cho cán bộ tại các cái điểm tiêm hoặc là cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và đưa con đến để kịp thời cấp cứu, xử lý kịp thời các cái phản ứng sau tiêm. Xin trọng cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.